Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 4 tháng 12. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đi thăm khảo sát mô hình sản xuất nấm công nghệ cao của hợp tác xã sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn ở xã Phụ Ổng, huyện Ân Thi. Hiệu quả từ trồng cam Việt Gáp ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Cảnh báo thuốc chữa bệnh kém chất lượng được giao bán tràn lan trên mạng. Thầy giáo An Xuân 10, trường tiểu học xã Đại Hưng, huyện Quế Châu, người ươm mầm thiện nguyện. Đường Hoàng Hoa Thám Trần Quang Khải ở thành phố Hưng Yên xuống cấp gây khó khăn đi lại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm khảo sát mô hình sản xuất nấm công nghệ cao của hợp tác xã sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Mô hình sản xuất nấm công nghệ cao của hợp tác xã sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn được triển khai từ tháng 1 năm 2018, có diện tích 6.000 m2, chuyên sản xuất các loại nấm tươm, nấm yến Hàn Quốc, nấm sò vua theo công nghệ cao của Hàn Quốc. Bình quân mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 2 tạ nấm thành phẩm. Năm 2018, mô hình ước đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động. Hiện hợp tác xã sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và cung ứng nấm sống, nấm thành phẩm ra thị trường. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, hợp tác xã còn gặp khó khăn về vốn, đầu tư cơ sở vật chất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao mô hình sản xuất nấm công nghệ cao của hợp tác xã đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại kết quả tốt. Đồng chí yêu cầu huyện Ân Thi phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh phát triển hơn nữa các dự án mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, tăng cường hỗ trợ hợp tác xã sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn trong quá trình mở rộng sản xuất. Hợp tác xã sản xuất và nhân giống nấm Nam Hàn cần phối hợp với địa phương và ngành chức năng xây dựng và mở rộng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới việc thành lập doanh nghiệp. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Sự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 02, 3 năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác xử lý trên 13 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt trên 8,3 nghìn tỷ đồng, tước trên 1 triệu giấy phép lái xe, tạm giữ trên 2 triệu phương tiện. Lực lượng cảnh sát trật tự công an các xã phường thị trấn phối hợp giải quyết hiệu quả các điểm nóng về trật tự giao thông công cộng, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền. Trong 3 năm qua đã xử lý trên 798.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt trên 400 tỷ đồng, tức trên 27.000 giấy phép lái xe. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội những tháng cuối năm 2018, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019. Đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát giao thông, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 02 được Bộ Công an tặng bằng khen. Trong đó, Công an tỉnh có một tập thể và hai cá nhân được nhận bằng khen. Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông về bảo vệ môi trường. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thí Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi truyền thông, gần 300 đại biểu, cán bộ hội viên phụ nữ đã được cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh tuyên truyền thực trạng môi trường hiện nay, tình hình tại địa phương và các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại rác từ hộ gia đình. Đặc biệt thông qua các tiểu phẩm, trò chơi đuổi hình bắt chữ, cán bộ phụ nữ đã được tuyên truyền về kiến thức bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình 5-0-3-sạch. Buổi truyền thông là dịp để mỗi cán bộ hội viên nâng cao ý thức, tích cực tham gia giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm chuyển biến thói quen, tập quán, nếp sống của mỗi hội viên, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Đồng Thanh là xã có diện tích trồng cam lớn nhất của huyện Kim Động với gần 200 ha. Cây cam đã đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân nơi đây. Đặc biệt là diện tích trồng cam theo Việt Gáp luôn thuận lợi trong tiêu thụ, được bán với giá ổn định. Anh Lê Văn Tươi, thôn Thanh Tầm là một trong những hộ đi đầu về trồng cam tại xã. Năm 2006, anh chuyển đổi hơn 4 sào đất trũng của gia đình sang trồng cam. Nhận thấy hiệu quả cao, năm 2013, anh Tươi mở rộng diện tích lên 2 mẫu, trồng 850 gốc cam canh và cam Hưng Yên. Năm 2017, được sự tuyên truyền về hiệu quả trồng cam theo Việt Gáp, anh và gia đình đã quyết định chuyển hướng sang trồng cam sạch, sau đó đem lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với cây trồng khác. Trồng cây cam thì đồng thu hiệu quả kinh tế rất cao, nhiều so với cây trồng lúa và cây trồng khác. Đồng bảo quản cái này nó được bán được lâu dài hơn, trồng nhãn lại thu hoạch chóng thời gian nhanh hơn. Ông Lê Văn Phú, thôn Thanh Tầm, qua 14 năm trồng cam theo phương thức truyền thống, nhận thấy trồng cam theo hướng Việt Gáp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và giá cả ổn định. Năm 2017, ông cũng quyết định chuyển đổi toàn bộ hơn 4 mẫu cam sang trồng theo quy trình Việt Gáp. So với lại cái cam thường thì mình làm thì nó có năng suất hơn. Thế còn về chất lượng cam Việt Gáp thì làm thì là nó hơn hẳn làm cái cam bình thường kia. Vì bây giờ đòi hỏi là mình cho ăn toàn bộ là bằng hữu cơ nhiều. Thế mới lại thuốc thì mình đánh này khác là toàn thuốc sinh học, cho nên nó đỡ ảnh hưởng đến cái người lao động. Toàn xã Đồng Thanh có tổng số 12 ha cam đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung ở thôn Thanh Tầm, Bùi Xá, Công Luận. Theo người dân cho biết, một sào đạt 7 tạ, tuy nhiên với một số hộ như hộ ông Lương Văn Tươi, ông Lê Văn Phú, ông Vũ Văn Luận chăm sóc tốt và theo đúng quy trình, mỗi sào đạt 1,4 tấn quả. Với giá bán bình quân tại vườn 20.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi 150 triệu đồng một mẫu. Hiệu quả trồng cam Việt Gáp đã được khẳng định, tuy vậy diện tích áp dụng chưa nhiều. Thời gian tới, định hướng của địa phương là hạn chế mở rộng diện tích trồng mới mà chuyển các diện tích đã trồng theo hướng Việt Gáp, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch của người tiêu dùng. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả, đến nay mô hình trồng bưởi của gia đình chị Hoàng Minh Thu, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu cho thu nhập khá. Gia đình chị Thu trồng bưởi từ những năm 1996. Đến nay gia đình chị đã trồng trên 1.200 gốc bưởi diễn, bưởi chua, bưởi hoàng. Từ kinh nghiệm thực tế qua mỗi năm chăm sóc, chị Thu chia sẻ, bưởi là giống cây trồng khó tính. Nếu không chú ý và có biện pháp chăm sóc phù hợp, loại cây này rất dễ bị mắc bệnh. Khi chăm sóc, cần cẩn thận từ khâu tưới nước, bón phân, phun phòng bệnh cho cây trồng. Do vậy, vườn bưởi của gia đình năm nào cũng cho sai quả, mẫu mã đẹp. Ước tính vụ bưởi năm nay, gia đình chị cung cấp ra thị trường khoảng 2 vạn quả bưởi, với giá trung bình từ 18 đến 25 nghìn đồng một quả tùy loại. Sau khi trừ chi phí, vụ bưởi năm nay cho gia đình chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Mặc dù nằm trên địa bàn thành phố, song đã nhiều năm nay, các hộ dân trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám và Trần Quang Khải thuộc địa bàn phường An Tảo phải đi trên tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu phố An Bình nằm gần khu vực các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Tảo, là tuyến đường chính phục vụ việc đi lại của nhân dân, công nhân và học sinh. Tuy nhiên hơn chục năm nay do chậm giải phóng mặt bằng lại không được khắc phục sửa chữa nên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Giữa thành phố này quay đường thì đi gồ ghề, mùa nắng thì bụi, mù lên, mùa mưa thì quay các cháu đi lại quay nội này. Mà đề nghị bao nhiêu lần, cứ nay bảo làm, mai lại bảo làm. Nhưng mà thực tế là chưa thấy làm gì cả. Đầu năm thì lại bảo cuối năm. Ngoài tuyến đường trên địa bàn phường An Tảo còn tuyến đường Trần Quang Khải có chiều dài gần 500 mét, hiện vẫn là đường đất gù ghề, xuống cấp, khiến việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí có những hố ga không có nắp đậy, lại không có cảnh báo, làm cho các cháu học sinh đi qua khu vực này đã bị ngã xuống hố. Để khắc phục tình trạng trên, nhiều năm nay các hộ dân tự chở gạch về, đổ xuống đường và lấp hố ga. Ô tô ở đâu họ độc chở gạch ngói rồi thì là rác thải họ đổ hết nấp lên đây, nên vừa rồi dân vừa rồi ra cào
để cho ra vệ đường để cho dân đi. Hôm vừa rồi có một cháu bé đi học lao cả xe cả người xuống cái hố ga đấy, rất nguy hiểm. Để nhân dân trông chờ phường chờ thành phố tới khi nào các tuyến đường trên mới được thi công. Thực trạng trên đã được nhân dân phản ánh ở các cuộc tiếp xúc cử tri từ nhiều năm nay và gần đây nhất là thời điểm đầu năm 2018, cử tri thành phố được trả lời. Thành phố sẽ tiến hành làm tuyến đường Hoàng Hoa Thám vào cuối năm 2018. Tuy nhiên hiện chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm, song tuyến đường vẫn chưa được triển khai. Vậy trước sự chờ đợi mỏi mòn của người dân, đến bao giờ thành phố mới triển khai làm tuyến đường trên? Hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện những lời mời chào mua bán thuốc có thể chữa khỏi được nhiều bệnh, trong đó không ít thuốc không rõ nguồn gốc. Chỉ cần vài hình ảnh đăng lên trang hội nhóm mạng xã hội với lời quảng cáo, ai bị như hình thì để lại comment sẽ được tư vấn chữa khỏi bệnh 100%. Loại thuốc giao bán rất đa dạng, từ thuốc Tây cho tới thuốc Đông Y, nhưng chỉ có một số thông tin rất sơ sài như thuốc nam gia truyền, tinh dầu được sản xuất 100% từ thảo dược tự nhiên. Giá cả của mỗi liệu trình thuốc từ vài trăm tới cả triệu đồng. Người bệnh không cần phải đến khám, không cần phải làm bất cứ xét nghiệm nào mà chỉ cần mua thuốc về dùng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo có tới 50% lượng thuốc bán trên mạng là thuốc giả. Người bệnh cần hết sức cảnh giác với việc mua bán thuốc trên mạng, kẻo tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, cái tên thầy giáo An Xuân Mười, giáo viên trường tiểu học Đại Hưng, được mọi người nhắc đến với một tình cảm yêu mến và trân trọng bởi sự nhiệt tình tâm huyết dành cho công việc và tình thương anh dành cho mọi người xung quanh. Hôm nay là một ngày ấm áp và hạnh phúc với hai bố con anh Dương Văn Đĩnh ở thôn 1 xã Đại Hưng bởi cuộc sống trước mắt của bố con anh sẽ phần nào vơi bớt khó khăn khi được thầy giáo An Xuân Mười và những người hảo tâm trao tặng số tiền hơn 20 triệu đồng. Năm 2013, vợ anh Đĩnh qua đời vì bị viêm cầu thận. Gần đây anh bị tai biến, liệt nửa người, không thể tự chăm sóc bản thân. Xót xa trước hoàn cảnh gia đình anh Đĩnh, thầy Mười đã ủng hộ tiền và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Với cách làm tương tự, thầy Mười đã giúp đỡ gia đình bác Đào Văn Mạnh ở thôn 4 Đại Hưng bị dị tật bẩm sinh, vợ mất sớm, con trai bị ung thư. Và đồng hành cùng đoàn thiện nguyện mang gạo thuốc và áo ấm đến với đồng bào miền Trung sau các trận mưa lũ và đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh Tuyên Quang. Bản thân thầy đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Việc làm của anh Mười đã làm em rất cảm động và em tự nguyện là đồng hành cùng với anh, kêu gọi bạn bè, người thân và gia đình tham gia ủng hộ cùng với anh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Với cái hoạt động thiện nguyện thì đồng chí Mười là cái hạt nhân là để tạo sự lan tỏa để mọi người cùng tham gia. Chúng tôi cũng đã lấy đây là cái gương điển hình để nhân rộng trên các hoạt động của địa phương. Với vai trò là giáo viên mỹ thuật của trường tiểu học Đại Hưng, thầy Mười đã truyền tình yêu hội họa đến rất nhiều học sinh trong trường qua những tiết dạy lôi cuốn, hấp dẫn. Nhiều học sinh của thầy đã có tác phẩm đạt giải trong một số triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Thầy Mười cũng là chủ nhân của hàng chục giải thưởng trong các hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. 19 năm liền được công nhận là giáo viên giỏi, 7 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mình là một người thầy giáo thì nhìn thấy những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của các em học sinh và nghe những câu nói hồn nhiên của các em thì chỉ bấy nhiêu thôi là cũng đủ giúp mình có động lực để mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Còn các công việc như là công tác từ thiện, khi mà mình kêu gọi thì mình phải làm tấm gương trước, là mình phải làm việc rồi mình rất là chân thành và mình nhiệt huyết. Với thầy giáo An Xuân Mười, gia đình chính là hậu phương vững chắc, là nơi giúp anh luôn tràn đầy năng lượng để cháy hết mình vì những điều tốt đẹp, hoàn thành những bài giảng sinh động hấp dẫn. Thầy lại tiếp tục với đam mê của mình, đó là giúp lan tỏa và nhân lên nhiều hành động đẹp. Thời gian qua đã có thêm một số nhà hảo tâm biết đến và đồng hành cùng thầy Mười trên hành trình gieo mầm thiện nguyện. Mới đây, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao tặng bò sinh sản cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Hai hội viên nông dân được tặng bò gồm anh Nguyễn Văn Trương, hội viên nông dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, anh Hoàng Quang Triệu, hội viên nông dân xã Chí Tân, huyện Khoái Châu. Hoạt động này nằm trong kế hoạch của khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020.
Vừa qua, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện Phù Cử tặng bò giống cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi gia đình được hỗ trợ một con bò giống có trị giá từ 12 đến 14 triệu đồng. Tổng giá trị 5 con bò là trên 60 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam của huyện Phù Cử. Đây là món quà ý nghĩa với gia đình nạn nhân chất độc da cam, giúp họ có thêm điều kiện để từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Vừa qua tại Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá mô hình nuôi ghép cá chép lai V1 theo hướng Việt Gáp. Với quy mô 1,5 ha được triển khai nuôi tại 5 hộ gia đình trên địa bàn các xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, xã Phạm Ngũ Lão, xã Song Mai, huyện Kim Động và xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, sau 8 tháng triển khai, mô hình đã thu được kết quả tốt. Cá chép lai V1 phù hợp với nuôi ghép với các đối tượng cá truyền thống là loại cá dễ nuôi, ít dịch bệnh, tận dụng được các phụ phẩm từ nông nghiệp cho giá trị kinh tế cao, năng suất đạt 17,9 tấn một hecta, ước đạt gần 120 triệu đồng một hecta. Thời điểm cuối năm là vụ thu hoạch lớn nhất của các hộ nuôi thủy hải sản, tuy nhiên đây cũng là thời điểm dịch bệnh thủy sản có nhiều diễn biến bất lợi cho người chăn nuôi. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, các loài cá nuôi mắc giải rác các bệnh như bệnh đốm đỏ xuất hiện trên cá chấm cỏ, cá rô phi, bệnh trùng loa kèn, bệnh nấm mang, bệnh viêm ruột. Để chủ động phòng và trị bệnh, ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi cần theo dõi sát ao nuôi, đảm bảo môi trường ao sạch sẽ, không dùng nguồn nước ở các ao bị bệnh đưa vào ao nuôi. Ngoài ra cần tăng cường bổ sung vitamin C, vitamin nhóm B để tăng cường đề kháng cho cá. Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, diện tích cây ăn quả và cây rau màu trên địa bàn thành phố Hưng Yên tăng cả về diện tích, năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, xuất hiện một số loại sâu bệnh hại trên cây trồng, trong đó gây hại nguy hiểm nhất là ruồi đục quả hay còn gọi là ruồi vàng. Khi quả bị ruồi vàng châm vào, khả năng gây thiệt hại khá lớn vì làm quả rụng, dị tạng và không phát triển. Đây cũng là đối tượng gây hại nguy hiểm đối với nhiều loại cây ăn quả khác như ổi, cam, bưởi, mướp, bầu bí. Ruồi chích vào quả đẻ trứng, nở thành sâu non, làm quả thối rụng hàng loạt. Trong những năm gần đây, các cái đối tượng ruồi đục quả hay mình gọi là ruồi vàng thì đang có xu hướng gây hại càng ngày càng gia tăng về cả mức độ và phạm vi gây hại. Khi gây hại thì làm cho quả sẽ bị biến dạng nếu ở dạng nhẹ, còn nếu mà khi mà ruồi vàng gây hại với cái mức độ nặng hơn thì sẽ làm cho quả bị thối và rụng, làm ảnh hưởng rất lớn tới năng suất và chất lượng. Để phòng ruồi đục quả, các chủ vườn cần bón đầy đủ, cân đối lượng phân theo quy trình hướng dẫn, giúp cho cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu với sâu bệnh hại. Vệ sinh vườn cây, thu gom tiêu hủy toàn bộ quả bị thối rụng, tỉa thưa vườn cây ở mật độ thích hợp và tỉa cành tạo tán thông thoáng cho cây nhằm hạn chế nơi trú ngụ của các loài bướm và ruồi trưởng thành. Bà con có thể dùng cái biện pháp dùng những cái túi để bọc và bao quả. Thì cái túi bao quả ở đây thì có thể dùng túi vải, túi giấy hoặc là túi ni lông. Bà con có thể dùng những cái bẫy để phòng trừ thu hút ruồi vàng và diệt ruồi vàng. Thì trong quá trình sử dụng bẫy thì bà con cần lưu ý chúng ta nên đặt bẫy ở rìa bờ vườn của chúng ta để hút ruồi vàng ra phía trong, không nên đặt bẫy quá sâu trong vườn. Bà con cần lưu ý việc đặt bẫy phun phòng trừ ruồi đục quả chỉ cho hiệu quả cao khi nhiều hộ nông dân cùng thực hiện. Khuyến cáo bà con nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng trừ ruồi đục quả. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hưng Yên hoàn thành công tác giải tỏa chợ chiều. Đường dây nóng bệnh viện có thực sự phát huy hiệu quả. Sông Ao Vua qua xã An Vĩ, huyện Quế Châu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.